tôi là giám thị hãy lắng nghe thật kỹ tại vì lời tôi nói không phải là nhạc của grand evans nó sẽ không được replay nếu không vượt qua kỳ thi sát hạch này thì các bạn sẽ trượt tại vì đấy là cách mà kiểm tra hoạt động nhiều thằng nghĩ mình giỏi xong đến đây thì chỉ là thằng giỏi nhưng mà không giỏi đến thế các bạn đã ngồi đây là đã thành công rồi giờ đây chỉ còn vòng cuối cùng chốt trận cuối cùng để hiện thực hóa mục tiêu của các bạn là gia nhập hàng ngũ cao quý của tổ chức chúng tôi bài kiểm tra đơn giản thôi nhưng nó sẽ quyết định ai được nhận vào làm chẳng có luật lệ nào ở đây ngoài luật lệ của chúng tôi luật ở đây do chúng tôi đưa ra chỉ có một câu hỏi duy nhất và yêu cầu một câu trả lời. Trong khi kiểm tra, nếu các bạn trao đổi với tôi hay bảo vệ, các bạn bị loại. Nếu vô tình hay cố ý làm hỏng giấy của mình thì bị loại. Nếu các bạn ra khỏi phòng vì bất kỳ lý do gì cũng bị loại. Có ai hỏi gì không? Thời gian làm bài của các bạn là 80 phút. 80 phút này sẽ quyết định 80 năm tiếp theo của cuộc đời bạn. Bắt đầu làm bài tám anh chị này đang trong vòng loại cuối cùng của vòng đua xin việc trước mặt họ bây giờ là một tờ giấy thi úp xuống cùng cây bút chì nhưng lật lên thì tờ giấy trắng tinh chả có chữ nào cả người thì kiểm tra xem có phải lật nhầm hai trang cùng một lúc không kẻ thì cười tự diễu anh này thì thở dài và bảo rằng video này để mang đến cho bạn bảy content hạnh phúc và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập Đây chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai học cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận một chị gái bắt đầu lo đến phát khóc cầm bút lên rồi bắt đầu mở bài bằng dòng cốt tôi tin mình xứng đáng đi luôn những người khác vội buông cây bút xuống này tay giám thị có cấm trao đổi bài đâu nhớ trao đổi với giám thị hoặc bảo vệ thì mới bị loại trao đổi với nhau thì thoải mái không phải hay sao thì tôi đã bị tay bảo vệ kia ném vào nồi lẩu thái rồi thế đã có ai tìm ra đáp án chưa đã biết câu hỏi thì đâu mà trả lời giấy đi trắng sơn công ty này chắc tuyển thần long đại hiệp à không sao còn tận 70 phút để tìm cơ mà mất một phút để viết câu trả lời thì còn tận 73 phút cơ mà anh này cầm chim để viết rồi mà một phút đã xong cứ tính là mất 73 phút để viết đi hay là 73 phút để viết mà một phút đi nghĩ gì sao thế thì chúng ta phải hợp tác mà tìm ra nó sớm thôi tại sao là phải hợp tác sao tôi lại phải giúp đối thủ chiến thắng nhỉ thế ông có tự nghĩ được không thế thì hợp tác đến khi ra câu hỏi rồi thân anh đấy lo nhé tên của chúng ta vì lý do gì đấy mà không được ghi trên giấy thi ờ thế dùng biệt danh để gọi đi ok anh là đen tôi là trắng anh là nâu cô là tóc vàng cô là tóc nâu cô là tóc đen còn anh này điếc nhá. Ê có cách nào để đỡ body Samsung với lại ít phân biệt hơn không? Nó chỉ Samsung với Razer nếu cô là người Mỹ và nghĩ rằng mấy điểm đấy nó là xấu thôi mà. Tôi muốn nó gọi là Vũ. Hả? Tại vì Vũ là vua của indie. Không, giờ thì giám thị còn không cấm chúng ta điều gì nữa nhỉ? Nói rồi trắng đứng dậy, tất cả hồi hộp nhìn về phía bảo vệ và không có gì xảy ra. Một lần nữa trắng đã đúng. Cuộc thi này không phải để tìm ra kẻ tôi luyện bùi trĩ trên bàn giấy. Mọi người bắt đầu suy nghĩ đến việc câu hỏi bị ẩn trên giấy. Thử soi nó trên ánh sáng xem. Nô lập tức giơ tờ giấy ngang mặt nhưng mà chẳng có gì xảy ra hết. Đèn chân là đen dạ quang, còn đèn ở trên tường thì không sao mà soi được chúng bị dính vào tường mà nhưng mà đít của anh có bị dính vào ghế đâu thế nhưng cách đó cũng không hiệu quả hay là dùng bút chì tô kín giấy xem không được giám khảo bảo là làm hỏng giấy là bị loại mà ai mà biết được hỏng ở đây là tính như nào động đến lợi ích cá nhân thì cả đám không ai dám làm nhớ mỗi người một câu hỏi khác thì sao giám thị đâu bảo là tất cả cùng một câu hỏi đâu nhớ câu trả lời là tám cách tìm ra câu hỏi khác nhau của mỗi người thì sao thế thì hợp tác lại thành chơi hụi à thằng nào ra đầu để ăn hết à nếu mà câu hỏi chỉ ẩn trong giấy một người thôi và bắt buộc phải hợp tác để tìm ra thì sao hồi đừng nếu nữa mỗi người tự soi giấy trước đèn đi mọi người làm theo nhưng vẫn không có kết quả gì trong sự bế tắc trắng để ý đến anh điếc vẫn mặt mày méo xịch ngồi im trắng cầm lấy giấy anh điếc rồi soi nhưng mà vẫn chẳng có gì ê nhưng mà có nhiều loại ánh sáng lắm thế x này tê cực tím này ấy. ai kiếm cho tôi cái bố liềm tôi soi đi tóc vàng lúc này nhìn thấy khe tường cũng có bóng đèn nên bảo mọi người thử tắt điện phòng đi nhưng bên trong thì không cho phép ra ngoài đen phát hiện ra đèn trong tường là đèn báo khẩn cấp vậy thì tạo ra tình huống khẩn cấp đi sau khi biểu quyết đồng ý bọn họ bắt đầu đập vỡ tất cả đèn trong phòng đèn khẩn cấp tự động bật lên lá tê cực tím dùng để tra mạ số bí mật ở thẻ ngân hàng đấy mọi người lại lần nữa cầm giấy lên để soi trừ anh điếc nhưng mà vẫn không phát hiện gì cả tóc đen phát hiện nửa trên của dãy đèn vẫn chưa sáng đen dùng ghế đập thử thì thấy phần bên trên có mảnh vỡ màu đỏ chứng tỏ là còn một lớp đèn nữa chưa được bật lần này thì chị em tháo dây cao gót ra để đập vỡ hai cái đèn như kia và ánh sáng lại thay màu nhưng mà vẫn chả soi được cái gì cả trắng bực tại vì đi theo ý tưởng ánh sáng mãi chẳng tới đâu hay là họ bắt mình gấp origami thế thì anh thử trước đây rách thì tự chịu nhé ờ đúng nhưng mà tự hủy giấy thì mới bị loại đúng không thế là trắng lấy tờ giấy của cô bị loại để thử nghiệm đấy không phải là giấy của hắn nên không bị sao cả ban đầu là thử dùng bút chì để tô nhưng mà chẳng có gì xảy ra ánh sáng không được bút chì không được hay là đái vào xem một là anh là chó hay là anh muốn đi tè đúng không thôi thì thằng nào đi thi chẳng muốn đái chỉ là có dám đi hay không thôi thế có gì hiện lên không không đâu cầm vào đây xem nào Trắng và đen lao vào nhau như chuẩn bị hỏi thăm mẹ của hai bên Thì tiếng khóc của Điếc làm tất cả chú ý Anh Điếc này nói tiếng Pháp nên là tóc đen liền dịch ra cho mọi người hiểu Có ai thấy nó trong đó? Nó cho ta thấy chính mình Ông nghĩ mình đang đi thi học sinh giỏi văn à? Có khi là mọi thứ không đúng như bề ngoài đâu Xem Squid Game chưa à, có khi là ban quản trị đang ở trong đấy cược xem thằng nào thắng ấy Anh nhầm thì sao? Có khi ngoài kia chỉ là giám thị thôi Cược không? hồi đừng cược nghe cách thằng đâu nói chuyện là tay này biết chơi cờ bạc đấy còn cô tóc đen cô là bác sĩ tâm lý đúng không thế thì sao thế có muốn tìm được câu trả lời không chắc gì họ đã muốn chúng ta thắng tóc đen phủ nhận những điều Nâu suy nghĩ cô này có vẻ biết rõ về CEO của công ty. Điều này lập tức khiến cho Nâu chú ý. Anh ta nghi ngờ cô là tay trong của công ty. Tóc đen nói rằng chỉ là do tìm hiểu công ty trước khi nộp đơn ứng tuyển thôi. Chuyện này lại lộ ra việc trắng được mời đến để ứng tuyển chứ không phải như mọi người mà chính trắng cũng không thèm tìm hiểu công ty là gì. Chỉ có điều là vị trí công việc cụ thể là làm gì thì công ty giấu tịt. Họ chỉ biết là vị trí này lương so với thị trường là rất cao. Công ty này là Bioc. CEO là người tìm ra thuốc chữa cho một căn bệnh giết chết hàng nghìn người trẻ trên thế giới. Chắc là căn bệnh xem tiktok. Công ty này lập tức đứng đầu lĩnh vực y tế toàn cầu cái câu 80 phút quyết định 80 năm tiếp theo trong cuộc đời của giám thị chứng tỏ là công ty này đang nghiên cứu thuốc kéo dài tuổi thọ mà đột nhiên công ty lại đưa ra đợt tuyển nhân sự như này thì khả năng cao là họ đã thành công rồi vị trí tuyển dụng thì chắc là liên quan đến kinh doanh bán hàng tóc nâu nghe thế vậy thì cực kỳ quan tâm đến việc là bao lâu thuốc sẽ được bán trắng khá nhạy cảm khi mà phát hiện ra là cô này có vẻ đang cần thuốc sự thật là chồng tóc đen bị bệnh và từng làm trong nội bộ công ty nhưng bị sa thải thế nên là cô có nguồn tin nội bộ về việc tuyển dụng trong lúc mọi người bế tắc tóc nâu đột nhiên đến gần tay bảo vệ rồi thò tay vào túi quần ông ta cô định định sắp lọ cho ông ra đây à nhưng mà tóc đen lôi ra một cái bật lửa không phải để hơ lửa mà là để kích hoạt hệ thống báo cháy nếu mà cô định làm ướt nó thì để tôi đái thêm một bãi nữa nhưng mà trong này chắc gì đã là nước đen chợt nhận ra đèn trong phòng là cái dùng để rửa ảnh nước trong vòi cứu hỏa có thể là dung dịch rửa ảnh kết hợp hai cái lại thì có thể khiến chữ hiện ra trên giấy thi trong lúc mọi người sôi nổi bàn tán suy nghĩ thì anh điếc đến bên cạnh chiếc đồng hồ bấm giờ một cách thận trọng không biết để làm gì tóc nâu lúc này đứng lên bàn hơ lửa về phía báo cháy nhưng mà xa quá không được trắng liền lén lấy tờ giấy của tóc nâu để dưới bàn giả vờ như cầm tờ giấy của cô gái bị loại rồi đưa cho tóc nâu để đốt cháy nó kích hoạt hệ thống báo cháy nước tuôn ra như suối bắn tùm lum lên trang giấy trắng nhưng mà đấy chỉ là nước thường thôi chứ không phải là nước mỹ hay là nước trung quốc gì cả chả có gì xảy ra thứ xảy ra là tóc nâu nhận ra đã tự tay đốt giấy và bị loại mày vừa làm cái gì đấy tao làm những gì nên làm thôi nắm đấm của tao sẽ là công tắc để tắt cái văn đấy của mày đi đèn trong phòng vụt tắt thật hóa ra đèn trong phòng kích hoạt bằng giọng nói chỉ cần bảo bật tắt là được thế là cái công phá đèn từ trước đến giờ như đùa tiếng khóc của điếc lại vang lên lần này trắng đến gần anh ta thuyết phục điếc tự tay xé giấy đi và một đối thủ nữa bị loại giờ thì chỉ còn 5 người thôi sự trơ cháo của trắng khiến mọi người phản cảm nhất là đen trắng tuyên bố đã biết câu hỏi là gì rồi nhưng mà cười cợt không nói ra cơ tóc đen khẳng định trắng bị rối loạn tự ti hắn có đầy đủ chín dấu hiệu của bệnh luôn đen bực bội đấm ngất trắng nhưng mà hắn vẫn hữu dụng tại vì ai cũng mong mỏi câu trả lời từ hắn nên là đen đành phải trói hắn vào ghế nhét tất vào mồm để đảm bảo là không nói nhảm nữa nhưng mà đen không chịu nổi tên này nữa nên là biểu quyết đẩy hắn ra ngoài cửa để loại tóc đen đồng ý hai người đang định đẩy hắn ra thì tóc vàng nhắc nhở phải cẩn thận kẻo bước chân ra ngoài thì bị loại ngay đen đành tìm cách để trắng hủy tờ giấy để bị loại, nhưng mà trắng tỉnh lại đúng lúc này, hô hào cho mọi người lấy thuốc cho hắn uống. Đen thì muốn làm một cuộc trao đổi, hắn được uống thuốc thì phải nói ra câu hỏi trước đã. Nhưng mà trắng thì muốn múc cháo trước khi phải trả tiền. Cơ mà lúc này thì không thấy viên thuốc trong túi áo của hắn nữa. Đen lần này muốn để trắng phát bệnh để hắn chịu nói ra câu hỏi. Đến lúc đó thì mọi người mới giúp hắn. Tóc đen nghi ngờ trắng là tay trong với nhiệm vụ kích động chia rẽ mọi người, nhưng mà nâu vẫn tin là tóc đen mới đủ thông minh để làm tay trong, nhất là việc cô này biết quá nhiều về nội bộ công ty. Điều này khiến tóc vàng và đen cũng bắt đầu nghi ngờ. Thế nên là khi nâu chói tóc đen vào ghế để thẩm vấn thì không ai nói gì cả. Sự thật là Tóc Đen làm nhân sự của công ty, nghe tin tuyển dụng nội bộ thì mới đá ra mảng này. Lần tuyển dụng này thì tự tay CEO làm nên cô không biết gì cả. Ở đây trả tin được ai đâu. Nói rồi, Nâu cầm một tờ giấy, người ta bảo là tri thức là sức mạnh và đúng là sức mạnh nếu như bạn biết dùng giấy để cắt ra như nâu. Hắn vạch một nhát lên đùi non của Tóc Đen để chứng minh. Đen tới để ngăn cản và bị ăn một đấm vào bụng. Nâu bắt đầu để tờ giấy lên mắt Tóc Đen, một kẻ là thành Nick Fury ngay, nhưng mà Nâu không định làm thật, anh chỉ dọa cho Tóc Đen sợ đến mức chắc chắn không nói dối nữa thôi. Lúc này thì trắng bắt đầu lên cơn co giật nhưng mà không ai nhận là đã giấu đi thuốc của trắng cả bốn người đang phải chia ra lục soát nhau cơ mà cũng không tìm thấy thuốc của trắng đâu tóc đen chợt nhận ra là nhâu nhai đi nhai lại kẹo cao su suốt thời gian qua cô mới mò tới bản của anh ta và tìm thấy một viên thuốc được dính dưới đó bằng bã kẹo nâu đã lấy các viên thuốc từ bao giờ thì không ai biết anh này thậm chí còn ngăn tóc đen cho trắng uống thuốc xô đẩy diễn ra khiến cho viên thuốc rơi xuống cống xả nước tóc vàng thử thò tay xuống nhặt nhưng mà không được lúc đấy thì trắng không còn run rẩy nữa mà ngừng luôn bệnh anh này đã sang giai đoạn nguy kịch lắm rồi tóc đen muốn nhờ mọi người đưa hắn ra ngoài cấp cứu nhưng mà ai lại hy sinh lợi ích của mình vì người khác đó chứ Tóc đen đang phải lôi trắng ra một mình. Đúng lúc đấy thì trắng chảy máu mũi lên cơn siêu co giật. Tóc đen nhìn vào camera để bảo là giám thị cứu trắng đi. Nhưng mà thế là phạm luật giao tiếp với giám thị và bị loại. Trong lúc đó tóc vàng dùng ghim tóc để lấy viên thuốc lên, lén cho trắng uống và cứu được anh này. Giờ thì trắng quay lại cuộc chơi với bốn người và 10 phút còn lại. Nâu lập tức yêu cầu câu trả lời từ trắng. Anh vẫn chưa hiểu gì à? Làm gì có câu hỏi nào ở đây? Nhưng mà giám khảo bảo là có. Bài kiểm tra này chính là câu hỏi và chúng ta chính là câu trả lời và chỉ cần một câu trả lời đúng thôi. Đúng, chỉ một thôi. Nói xong trắng và đen lao vào phía súng của tên bảo vậy và đen giành được nó anh sẽ không bắn tôi đâu đúng không mày thì không nhưng mà mẹ mày thì chắc là tao bắn đấy tại sao một câu trả lời duy nhất không phải là một tim nữa chứ chúng ta có thể đều thành công khi mà bước vào đây nhưng mà thất bại vì đã thể hiện ra sự ích kỷ ngu ngốc nãy giờ anh bạn nghĩ là CEO nào muốn tuyển đến 8 trợ lý để làm ấm giường à chỉ có việc cho một người thôi đồng hồ đếm ngược còn 5 phút trắng nhận ra đen không dám nổ súng nên dấn lại gần nếu mà không muốn ai dùng thì ném ra ngoài cửa sổ đi nhưng mà đen cũng không muốn làm thế trắng tiếp tục dấn tới đen bóp cò nhưng súng không nổ trắng lập tức lao vào để cướp súng dùng bút chì đâm vào bắp tay của đen nâu cũng lao vào cuộc chiến nhưng mà trắng đã chiếm được súng rồi anh nhận ra là súng này cảm biến vân tay nên ngay lập tức chạy về phía bảo vệ mượn bàn tay rồi giờ thằng nào có súng là bố nhá anh ta yêu cầu nâu đi ra ngoài để tự loại mình đen cũng muốn đầu hàng nhưng mà trắng muốn anh này phải chết tắc vàng đột nhiên lên tiếng để cô ra ngoài lúc đinh ngang qua đen cô ra hiệu cho anh chuẩn bị tóc vàng hô lên tắt điện đen vùng lên định cướp súng nhưng mà trắng bắn loạn lên trúng ngay ngực đen trắng quay lại nhìn thì thấy chân của tóc vàng vẫn đang ở trong cửa anh ta định bắn thì đồng hồ đếm ngược về không trắng liền mặc kệ tóc vàng mà đi ra ngoài nói chuyện với giám thị bên kia bức tường tay bảo vệ đến vỗ vai anh ta hóa ra lại còn 22 giây nữa mới hết giờ trắng nhìn về phía hai nút xanh đỏ trên đồng hồ xanh là để tăng tốc hóa ra điếc đã nhấn nút chỉnh thời gian nhanh lên một tí và cuối cùng thì ác giả ác báo người anh khinh thường nhất đã đá anh ngã ngựa người còn lại chưa phạm luật là tóc vàng cô nhặt lên chiếc kính của anh điếc làm rơi dùng một mảnh vỡ đèn để tạo thành một chiếc kính lúp cô soi hết cả tờ giấy thì thấy duy nhất chữ question one được viết cực bé lại cùng màu rốt cục thì tờ giấy không phải là nơi ghi đáp án nhớ lời của giám thị ông chỉ có một câu hỏi và cần một câu trả lời có ai có câu hỏi gì không ạ sự thật là anh điếc chính là ceo và tóc vàng đã trả lời được câu hỏi mà ông đặt ra nhưng tóc vàng có rất nhiều câu hỏi một lần tuyển nhân sự mà làm đến mức mọi người chết được à nhưng mà đen không chết vết đạn bản anh đã lành ngay lúc đó viên đạn có chứa phương thuốc công ty sáng chế ra là tế bào hồi sinh cấp tốc cái gì đột phá quá thì cũng sẽ có rất nhiều rắc rối thế nên người được chọn phải biết đưa ra quyết định lúc khó khăn biết sắp xếp biết chú ý chi tiết và có lòng thương cảm với đồng bào và tóc vàng đáp ứng được điều đó đúng lúc đấy thì đen cũng tỉnh lại và đây chính là màn marketing thuyết phục nhất mà công ty đưa ra cho ứng viên tóc vàng thì cũng không do dự gì nữa mà đồng ý với vị trí này luôn và đó là toàn bộ bộ phim gì xem. tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại